Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay anh giới thiệu cho mọi người một sản phẩm. Đó là túi bao tử. Túi đeo trước bụng nha mọi người. Đây là một dòng túi khá phổ biến và được nhiều người yêu thích. Vì một dòng túi đựng tiền dành cho những nhà bán hàng. Những người chuyên bán hàng thì sử dụng túi này rất là ok. Thì hôm nay mình có một túi da bò mình giới thiệu cho mọi người. Túi này màu đen nha mọi người. Thì dòng túi này nó ít ngăn thôi. Rồi ngồi trước thì nó sẽ có 3 ngăn. Một ngăn lớn và hai ngăn bình thường. Nói chung là dòng túi này thì chủ yếu là để đựng tiền. Túi này thì không thể đựng được iPad nha mọi người. Nó chỉ có thể đựng được điện thoại trong cái ngăn lớn nhất thôi. Còn hai ngăn bình thường thì mình có thể đựng được cạc hoặc là các loại. Ở ngoài trước thì hai ngăn nhỏ thì mình có thể đựng cạc hoặc có lấy tờ nhỏ thì mình đựng được. Còn ngăn trong thì mình có thể đựng tiền và điện thoại. Nói chung là mình đựng được rất là nhiều tiền nếu mình không đựng được điện thoại. Còn đựng được điện thoại nữa thì tiền mình sẽ đựng ít đi. Ngoài sau thì nó sẽ có một ngăn nữa nha mọi người. Ngăn cũng tương đối lớn. Thì ở trong thì nó lót bằng vải hết nha mọi người. Túi này là túi da thật, da bò 100%, dây đeo và dây dù nha mọi người. Thì mọi người có mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862452078 hoặc 0924629729. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh. Kênh mình chuyên chủ đề về các dòng ví, bóp, túi, các loại đồ da. Và mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.